Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Ham Vào Vạch của mình. Trong cái video hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cách có thể là vượt qua được cái màn hình là không thể kích hoạt để chúng ta có thể là vào sử dụng được chiếc điện thoại iPhone 7 này nhé. Nhưng mà với cái trường hợp mà không thể kích hoạt này thì các bạn thông thường là các bạn chỉ có thể là sử dụng được Wi-Fi thôi nhé. Và mình sẽ thử bypass iCloud. Mình sẽ dùng cái phương pháp là bypass iCloud cái con iPhone 7 này nhé. Và hiện tại cái con này nó đang chạy cái phiên bản iOS 14.7.1. Ok, bây giờ thì mình sẽ đi vào thực hiện nhé. Đầu tiên mình sẽ cần phải jailbreak cái con iPhone 7 này. Mình sẽ cắm cái USB này vào máy tính nhé. Các bạn có thể là chuẩn bị cái USB từ 2GB trở nên đều ok. Bây giờ thì các bạn sẽ nhìn trên màn hình máy tính của mình. Mình đã để sẵn cái tool đó là Trixian 0.12.4 nhé. Link của cái tool này và cả cái tool FRP file all-in-one này thì mình cũng sẽ để dưới phần mô tả cho các bạn tải về hai cái file này nhé. Đầu tiên thì mình sẽ giải nén cái file này ra trước này. Đó. Các bạn sẽ điền cho mình cái mật khẩu giải nén vào là full none nhé. Rồi cái thư mục mà mình vừa giải nén ra đây, mình sẽ cho ra đây để các bạn dễ nhìn nhé. Mình sẽ mở cái thư mục này ra này. Các bạn sẽ chạy cho mình cái file đó là root 3.14 này nhé. Mình sẽ mở ra này. Rồi mình sẽ chọn là yes này. Ở đây thì root này nó cũng đã nhận ra USB của mình đây rồi nhé. Các bạn chỉ việc bấm cho mình vào là select này. Để mình sẽ chọn vào cái file ISO này nhé. Đó, cái file ISO này. Mình sẽ chọn vào là select này. Mình sẽ chọn ra desktop này. Rồi các bạn sẽ chọn cho mình vào cái thư mục mà mình vừa giải lén này, just the text Trixian này. Rồi mình sẽ chọn vào cái file ISO này nhé. Bây giờ mình chỉ việc bấm vào start này. Ở đây nó báo là tất cả dữ liệu ở trên USB đều bị xóa hết nhé. Mình sẽ bấm là ok này. Và mình sẽ chờ đợi nó tạo cái USB chứa Trixian nhé. Để mình tiến hành jailbreak cái con iPhone này của mình. Ok, các bạn để ý là nó đã có chữ ready như này, là mình đã tạo xong cái USB rồi nhá. Bây giờ thì mình sẽ khởi động lại máy tính này. Mình sẽ bấm vào là restart nhá. Đó, mình sẽ bấm vào restart này. Bây giờ thì mình sẽ bấm vào cái phím boot nhá, là boot option. Tùy theo laptop của bạn mà các bạn phải bấm phím cho phù hợp. Như của mình đây là mình sẽ bấm F12. Khi mà máy tính nó vừa khởi động, các bạn để ý ở trên màn hình nó sẽ hiện lên một cái phím, đó là phím boot option. Ở đây là mình F12 nhá. Mình bấm F12 xong rồi. Bây giờ thì mình sẽ chọn vào là USB storage device này. Rồi mình sẽ bấm enter này. Rồi các bạn sẽ chờ đợi nó khởi động vào Trixian nhé. Ok, các bạn để ý là mình đã boot vào Trixian rồi nhá. Bây giờ thì các bạn để ý là mình sẽ kết nối con iPhone của mình vào máy tính nhá, bằng chính cái cắp sạc của nó này. Một đầu này thì mình sẽ gắn vào máy tính nhá. Đầu còn lại này thì mình sẽ gắn vào chiếc iPhone của mình này. Ok, các bạn để ý ở đây nó có một cái thông báo nè. Xin lỗi này, chiếc iPhone 7 này của mình thì được hỗ trợ, nhưng mà cái phiên bản iOS 14.7.1 này thì không được hỗ trợ này. Các bạn để ý ở đây cái nút Start này nó cũng không sáng nhé. Các bạn yên tâm, các bạn sẽ thực hiện thêm một cái bước nữa thì cái nút Start này nó sẽ sáng để chúng ta có thể nó chọn vào. Bây giờ việc sáng nó đang ở Option này. Các bạn chỉ việc bấm Enter ở trên bàn phím laptop này hoặc là bàn phím máy tính nhé. Bây giờ các bạn sẽ di chuyển lên cái mục Allow Untested iOS, tức là nó sẽ cho phép không kiểm tra cái phiên bản iOS nhé. Mình sẽ di chuyển lên trên này. Sau đó là mình bấm Enter để đánh dấu nhân vào nhé. Đó, các bạn để ý có dấu nhân như này là ok rồi nhé. Bây giờ thì mình sẽ di chuyển về back này. Mình sẽ quay trở lại này. Rồi mình bấm Enter này. Đó, các bạn để ý là cái nút Start này nó đã sáng lên rồi. Bây giờ thì mình sẽ di chuyển sang cái nút Start này. Sau đó là mình sẽ bấm Enter này. Enter này. Thì nó sẽ đưa chiếc iPhone của chúng ta về cái chế độ là JQuery Mode nhé. Đó, đây là chế độ JQuery Mode này. Nó có hình cái cáp kết nối máy tính này. Các bạn để ý ở đây, chúng ta sẽ phải chú ý là cái nút Side Button này chính là cái nút nguồn nhé. Đây, các bạn để ý Side Button chính là nút nguồn này. Và cái nút là Volume Down chính là nút giảm âm lượng nhé. Đó, các bạn để ý hai cái phím này. Và mình sẽ thực hiện theo cái ba cái bước này nhé. Bước thứ nhất là cái vệt sáng nó đang ở Kickstart. Các bạn chỉ việc bấm Enter ở trên bàn phím máy tính của mình. Ngay sau khi mà các bạn bấm Enter thì nó sẽ nhảy ngay sang bước thứ hai này. Thì các bạn sẽ bấm giữ. Đó, bấm giữ đồng thời phím nguồn này và phím giảm âm lượng này. Đó, phím này và phím giảm âm lượng này. Rồi khi mà vệt sáng nó nhảy sang bước thứ ba này thì các bạn sẽ nhả phím nguồn ra cho mình, nhưng mà vẫn phải giữ phím giảm âm lượng nhé. Và đến khi mà trên màn hình nó chạy một cái thanh, có một cái thanh nó chạy thì các bạn sẽ nhả hết các ngón tay ra cho mình nhé. Và bây giờ thì mình sẽ thực hiện này. Mình sẽ để sẵn hai cái ngón tay cái và ngón tay trỏ ở cái vị trí là phím nguồn và phím giảm âm lượng nhé.
Rồi bây giờ thì mình sẽ bấm Enter ở trên bàn phím máy tính của mình này. Enter này, ngay lập tức các bạn phải bấm ngay hai phím này nhé. Khi mà nhảy sang bước 3 thì các bạn sẽ nhả phím nguồn ra nhưng mà vẫn phải giữ phím giảm âm lượng này. Và các bạn để ý ở trên màn hình nó có một cái thanh nó chạy ở đây thì các bạn sẽ nhả nốt cái phím đó. Các bạn nhả nốt cái phím giảm âm lượng ra và mình sẽ chờ đợi cái quá trình jailbreak nhé. Đó các bạn ý trên máy tính nó là booting này và trên iPhone của chúng ta nó cũng đang chạy đó. Đó các bạn ý ở đây nó báo là OData, như này là mình đã jailbreak thành công rồi nhá. Bây giờ thì mình sẽ khởi động lại máy tính của mình nhá. Mình sẽ bấm đồng thời ba phím đó là Ctrl Alt và Delete. Mình bấm giữ Ctrl Alt trước này, sau đó là mình bấm Delete sau này đó. Thì nó sẽ khởi động lại máy tính của mình nhé. Mình lại bấm F12 này. Và lần này thì mình sẽ boot vào Windows nhé. Mình sẽ chọn vào là Windows Boot Manager này. Rồi mình sẽ bấm lại Enter này. Rồi mình sẽ khởi động vào Windows 10 của mình nhé. Đây nhá, trên màn hình máy tính của mình, các bạn chú ý là các bạn cũng nên cài cho mình Bawtoon và iTunes nhé, để cho máy tính của chúng ta có đầy đủ driver để giúp cho iPhone của chúng ta có thể là kết nối vào chiếc máy tính của chúng ta, để tẹo nữa mình dùng cái tool bypass thì nó mới nhận nhé. Ở đây thì máy tính của mình đã cài đặt Bawtoon và iTunes rồi nên mình sẽ không cài đặt hai ứng dụng này nữa nhé. Bây giờ thì mình sẽ tắt cái phần mềm diệt virus đi này. Đó, mình sử dụng Windows 10 nên mình dùng cái ứng dụng là Windows Security. Mình sẽ tắt cái mục là Real Time Protection này đi nhé. Đó, mình chọn Yes này. Ok, bây giờ thì mình sẽ giải nén cái tool đó là FRP File All-in-One này nhé. Thì link cái tool này vừa nãy mình cũng nói là mình sẽ để dưới phần mô tả cho các bạn tải về nhé. Sau khi các bạn tải về thì các bạn cũng cho ra desktop giống như mình. Rồi các bạn sẽ tiến hành giải nén cái tool này ra bằng cách là chuột phải vào cái file này, chọn là Extract to FRP File này. Các bạn sẽ điền cho mình cái mật khẩu giải nén vào là Fondan nhé. Rồi mình sẽ bấm là OK này. Đó, FRP File All-in-One mình đã cho ra đây nhé. Bây giờ thì mình sẽ mở cái thư mục này ra này. Rồi mình sẽ chạy cái file này, FRP file All-in-One này nhé. Cái file màu xanh này, mình sẽ chạy nó lên này. Các bạn chờ một chút nhé. Đó, các bạn để ý ở đây, máy tính của mình cũng đã nhận ra con iPhone 7 này rồi. Nó đang chạy cái phiên bản iOS 14.7.1 này. Và ở đây nó báo cái tình trạng email là LA, tức là nó không nhận được email nhé. Và cái tình trạng jailbreak là Yes này, tức là đã được jailbreak nhé. Nếu mà không nhận được email này thì chúng ta tẹo nữa mình sẽ chọn cái mục là Bypass Broken Payban nhé. Đó, chính vì nó không nhận được email nên nó sẽ bị cái lỗi là không thể kích hoạt. Đó, mình sẽ nhắc lại các bạn là các bạn nên cài cho mình cái phần mềm đó là Bawtoon và iTunes nhé. Nếu mà các bạn cắm vào máy tính mà nó không nhận thì rất có khả năng là do các bạn chưa cài đặt hai cái ứng dụng này. Đó, ở đây thì cái ứng dụng của mình nó đã nhận ra chiếc iPhone của mình rồi nhé. Bây giờ thì các bạn để ý ở cái đây là cái tình trạng của nó là chưa được đăng ký cái serial number này nên nó có cái chữ màu đỏ này nhé. Bây giờ thì các bạn sẽ tiến hành đăng ký cái serial number của mình nhé, bằng cách là các bạn sẽ kích vào cái serial number này. Đây nhá, các bạn sẽ kích vào cái này nhé. Đó, thì nó sẽ báo là copy thành công rồi này. Bây giờ thì mình sẽ kích vào đây để đăng ký cái serial number của mình nhé. Mình sẽ kích vào đây. Các bạn chờ một chút thì nó sẽ mở ra một cái trình duyệt. Các bạn vào luôn cho mình cái trang đầu tiên này. Đó, rồi các bạn sẽ kéo xuống phía dưới cho mình. Đây, các bạn sẽ kích vào là kích to register này, tức là các bạn sẽ bấm vào đây để đăng ký nhá. Rồi các bạn sẽ chờ đợi 30 giây này. Ok, các bạn để ý là ở đây nó đã hiện lên cái chỗ để chúng ta đã có thể là đăng ký cái serial number của mình rồi nhá. Đây các bạn để ý, ở đây nó sẽ có một cái ô này, các bạn nhìn nó hơi mờ. Các bạn sẽ chuột phải vào cái ô này. Sau đó là các bạn sẽ dán cái serial number vừa mình copy rồi nhá. Mình sẽ chọn là paste này. Đó, thì cái serial number của mình đã được paste vào đây rồi. Mình chỉ việc bấm vào là submit này. Rồi các bạn sẽ chờ đợi. Như này là mình đã đăng ký thành công cái serial number của mình rồi nhá. Mình sẽ bấm ok này. Và mình sẽ quay trở lại cái ứng dụng FRP file này, All-in-One này. Thì các bạn để ý cái tình trạng của nó đã là được đăng ký này. Cái chữ nó đã chuyển sang màu xanh rồi nhá. Bây giờ thì các bạn chỉ việc bấm cho mình vào là Bypass
Broken Payban nhé. Đó, cái trường hợp của mình là nó không thể kích hoạt thì mình sẽ bấm vào đây. Còn cái trường hợp mà các bạn bị khóa kích hoạt thì các bạn sẽ bấm cho mình ở phía trên này nhé. Các bạn nào mà bị khóa kích hoạt thì các bạn sẽ bấm cho mình là Bypass Hello Screen. Còn cái trường hợp của mình là bị đây nhá, mình sẽ vào trong cho các bạn coi này. Trường hợp của mình là không thể kích hoạt, chính vì vậy mà mình sẽ chọn cái mục là Bypass Broken Payban. Đây nhá, mình sẽ bấm vào là Bypass Broken Payban này, mình sẽ kích vào nhé. Rồi mình sẽ chờ đợi cái quá trình nó bypass. Đó, các bạn để ý là iPhone của chúng ta nó cũng sẽ đen màn hình một vài lần nhé. Ok, các bạn để ý là ở đây nó có thông báo là bypass thành công rồi. Mình sẽ bấm là ok này. Đó, rồi ở đây nó báo là bypass successful rồi. Mình sẽ không cần kết nối vào máy tính nữa nhé. Như vậy là mình đã có thể là vào được rồi này. Đó, các bạn để ý này, có luôn cả check-in này. Vì vừa mình đã jailbreak. Đó, mình sẽ bấm vào để mình, các bạn thích thì các bạn có thể là cài đặt CD nhé. Rồi là bây giờ thì mình sẽ thử đăng nhập cái tài khoản iCloud của mình để vào tải phần mềm nhé. Mình ví dụ mình tải Facebook đi chẳng hạn. Đó, mình bấm nhận này. Rồi mình sẽ điền cái ID của mình vào đây nhé. Rồi mình sẽ điền cái mật khẩu tài khoản của mình vào đây nhé. Ok, mình sẽ bấm là đăng nhập này. Và đương nhiên là chiếc iPhone của chúng ta cũng sẽ không thể sử dụng được cái chức năng là nghe gọi nhé, vì là nó bị mất email. Đó, như vậy là mình đã có thể là dùng được Facebook này. Tương tự như vậy thì các bạn có thể là tải về Messenger này, Zalo rồi YouTube về để sử dụng nhé. Và bây giờ thì mình sẽ thử khởi động lại xem nó có bị mất bypass hay không nhé. Xem chúng ta có phải bypass lại hay không. Mình sẽ khởi động lại quay sao nhé. Rồi mình sẽ bật nó lên này. Ok, như vậy là chúng ta không bị mất bypass nhé. Các bạn khi mà các bạn bị hết pin hay là các bạn khởi động lại máy thì các bạn không cần phải bypass lại nhé. Chúng ta vẫn có thể là sử dụng được bình thường. Các bạn chỉ không sử dụng được cái chức năng là nghe gọi thôi nhé. Ok, ở đây thì mình cũng đã thử đăng nhập cái tài khoản iCloud của mình vào. Và mình cũng đăng nhập được cái tài khoản iCloud của mình vào nhé. Bây giờ thì mình sẽ thử test thông báo xem có được hay không nhé. iCloud thì mình đăng nhập được vào rồi này. Đó. Đó, ở đây thì mình cũng đã đăng nhập vào cái tài khoản Facebook của mình ở đây rồi nhá. Bây giờ thì mình sẽ thử nhắn tin vào để mình check thông báo coi sao nhá. Đó, mình sẽ nhắn tin vào rồi này. Đó, các bạn để ý này. Như vậy là thông báo của mình cũng đã hoạt động nhá. Và ở đây mình có một lưu ý với các bạn là ví dụ chẳng may mà nó bị out ra cái màn hình yêu cầu kích hoạt đấy. Nếu mà nó bị cái lỗi là nó nhảy về cái màn hình yêu cầu kích hoạt như thế này thì các bạn sẽ không cần phải bypass lại nhá, mà các bạn sẽ thực hiện giống như mình để chúng ta có thể là vẫn vào sử dụng được nhá. Các bạn sẽ bấm giữ cho mình đồng thời phím nguồn và phím giảm âm lượng này. Đó. Đây, các bạn bấm giữ cho mình đồng thời phím nguồn và phím giảm âm lượng nhé. Khi nào logo nó hiện lên thì các bạn sẽ nhả phím nguồn ra cho mình nhưng mà vẫn giữ phím giảm âm lượng. Đó, các bạn nhả phím nguồn ra nhưng mà vẫn giữ phím giảm âm lượng nhé. Đó. Như vậy là chúng ta vẫn có thể vào sử dụng được bình thường. Ok, như vậy là cái video này mình đã chia sẻ với các bạn cách có thể là bypass iCloud, khắc phục được cái lỗi là không thể kích hoạt trên con iPhone 7 đang chạy cái phiên bản iOS 14.7.1 thành công rồi nhá. Và mình sẽ dừng cái video này tại đây. Nếu các bạn thấy video này của mình hay và hữu ích thì hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi những cái chia sẻ tiếp theo của mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình nhé.